Thanh Trang xin cảm ơn quý vị. Để tiếp tục kính mời quý vị theo dõi phóng sự Đại hội Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa được tổ chức tại Houston, Texas vào cuối tuần 6 và 7 tháng 4 vừa qua. Chương trình truyền hình Bản tin Hoa Thịnh Đốn, Thanh Trúc kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, vào ngày 6 và ngày 7 tháng 4 vừa qua, ở tại thành phố Houston, tiểu bang Texas đã diễn ra đại hội lần thứ hai của tổ chức có tên là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. À, thưa quý vị, để đến với à, chương trình đó thì đã có anh Võ Thành Nhân đã hiện diện trong hai ngày tiền đại hội cũng như ngày đại hội. À, Thanh Trúc xin chào Võ Thành Nhân và trước hết đó anh Võ Thành Nhân cho biết về cái nhìn chung của anh về cái đại hội hậu dự Việt Nam Cộng Hòa lần thứ hai như thế nào? À, nếu mà chúng ta nói có cái nhìn chung thì kính thưa vì chúng cũng xưa chị Thanh Trúc là kỳ này mình nhìn thấy cái lần mà ra mắt ở Washington DC à, lúc mà lần đầu đó, với lần này thì cái lần này cái tầm vóc nó lớn hơn nhiều nó lớn hơn ở hai dạng thứ nhất là cái cách tổ chức và những cái chương trình ở trong cái cái đại hội có tiền đại hội có đại hội và thành phần nhân sự cũng đông hơn và thành phần quan khách cũng vậy quan khách khách mời rất là là đông và cái số người tham dự cũng lại đông hơn nữa và chương trình lại phong phú và có nhiều cái tiết mục rất là đặc biệt vâng à, anh và thành nhân nói rằng là phong phú đặc biệt và có vẻ có quy mô hơn à, thì anh và thành viên có thể cho biết là những thành phần tham dự. Thành Trúc muốn nói là những ở những tiểu bang khác về. Dạ. Rất đông, có hai chục tiểu bang của hậu vệ dạ Việt Nam Cộng hòa về tham dự. À, bên cạnh những hậu vệ dạ Việt Nam Cộng hòa về tham dự thì chúng ta có những diễn giả giống như là à, tướng Phạm Duy Tất, à, có ông Richard Boking, à, có chị Dương Nguyệt Ánh, có ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh và có rất là đông những cái người mà mình không ngờ cũng tới nữa giống như ông thị trưởng tại Đức Trí, ông dân biểu tại địa phương là khu vực Võ mặc dầu rất là bận rộn và còn có một số những cái đông những cái quan khách khác và đặc biệt là những người cựu quân nhân, những người cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa cũng có mặt. họ đến rất là đông và đến rất là xa và họ họ giúp cái nghi thức chào cờ lễ khai mạc làm cho chúng ta cảm thấy rằng là hậu vệ Việt Nam Cộng hòa được những người đi trước, những thế hệ đi trước và có một cái sự trân quý rất là đặc biệt với lại cái sự ra đời của cái tổ chức này dạ vâng thưa anh cái điểm son của cái đại hội hậu giờ việt nam cộng hòa lần thứ hai này đó là cái điều mà anh ghi nhận được như thế nào lần này là có cái ngày nó gọi là ngày tiền đại hội À, thường thường tiền đại hội thì có những người ở trong cái tổ chức của hậu vệ việt nam cộng hòa tổ chức để nhằm củng cố một số những cái vấn đề bên trong nội bộ thì chúng ta có được người diễn giả rất là đặc sắc là ông linh mục vũ minh à. À, chị à, dương nguyệt ánh à, có được à, ông mai thanh triết và à, có được những cái người mà giống như là giúp để cho chúng ta hiểu được cái cái, cái vai trò bên trong vấn đề củng cố và cái nỗ lực để mà làm thế nào để mà xây dựng một cái hướng đi của hậu vệ vững vàng thì cái ngày tiền đại hội nó có cái giá trị như vậy nhưng mà cái tiền đại hội thì lại có một buổi tối đêm thắp nến ở tại ngay tượng đài tại cái tổ chức là nhà việt ở trong cái khu tượng đài việt mỹ của thành phố houston Do đến nên cái buổi tối ngày hôm đó chúng tôi ghi nhận rằng là rất là có một cái gì đó nó không giống như những kỳ đại hội trước mà các em tức là cái thế hệ hậu vệ đó còn bày tỏ được cái tấm lòng của mình đối với những người nằm xuống qua cái, cái 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 nơi làm lễ của tượng đài và sự hiện diện của các cộng đồng của người Việt ở các nơi mà do hậu vệ đảm nhận những trách nhiệm mà làm chủ tịch cộng đồng các địa phương về rất là đông đủ do đến nên chúng tôi ghi nhận rằng cái cái ngày như vậy nó khác hơn những cái kỳ trước khi mà anh nói tên về những cái vị mà diễn giả lẫn những người ở xa tới mà tham dự mà anh đã kể ra với thanh trúc đó thì phải chăng là mình đã ghi nhận là có một cái sự quan tâm đặc biệt nhưng à, thưa anh mình còn phải nói lên được cái kỳ vọng của những người đó thì đối với những người vì diễn giả đó nói Nếu chung mà và những diễn giả đó chỉ có kỳ vọng thì... vô thế hệ trẻ không thì không đủ họ có những lời nhắn gửi họ có chia sẻ những cái yeah. những cái message những cái cảm nghĩ của họ nhưng mà tự tự thân của người hậu vệ việt nam cộng hòa là chúng tôi thấy có một cái nghi thức gọi là nghi thức trao cờ đơn vị tức là lấy mang cờ hậu vệ của việt nam cộng hòa về lại địa phương của mình đó. cái đó là một cái nghi thức mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất là ảnh hưởng rất là lớn sau này vì sẽ có những đơn vị của Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa được thành hình khắp các nơi Sẽ có những người để mà đảm trách một cái trách nhiệm Thay thế cho ông cha mình những ngày sắp tới Đã không còn ở cái tuổi để mà đấu tranh được nữa Và Hậu vệ đã bắt đầu cấm được cái ngọn cờ Ở những cái, những cái thành phố có người tị nạn đang sinh sống Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là cái đó là cái điểm son Chứ cái lời nhắn mà không có cách làm thực hiện rất là khó Cái trọng trách vẫn trên vai những người Hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa Và nếu mà muốn nói vinh danh những người đã nằm xuống À, muốn nói chứng minh là cái cuộc chiến Việt Nam của chúng ta là một cuộc chiến có giá trị thì phải có những người đi theo hậu vệ là những người chứng minh được điều đó không cần phải nói một cái điều gì hết vấn đề là chúng ta làm như thế nào để cho nó thành công và để cho hậu vệ tại các địa phương có cái khả năng tài chính có cái khả năng để mà làm việc hữu hiệu cái điều đó mới là điều quan trọng đó là cái nhìn của chúng tôi về cái hậu vệ Việt Nam cộng hòa trong cái chuyến đi vừa rồi vâng và, và câu hỏi sau cùng là thưa anh võ thành nhân cá nhân anh trong tư cách là một người trong truyền thông nhé và cũng là một người mà dành rất là nhiều sự ưu ái cho hậu duệ Việt Nam Cộng hòa của chúng ta thì nếu mà có một cái lời nhắn một cái lời góp ý để cho cái đại hội lần 3 nó sẽ thành công hơn nữa thì cái lời nhắn nhủ của anh là như thế nào nếu mà chúng ta có một cái kỳ đại hội lần thứ ba sẽ được xảy ra đó thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ lớn hơn cái kỳ đại hội kỳ này và à, những người mà đến với lại hậu vệ Việt Nam Cộng hòa những kỳ sắp tới đó sẽ đông hơn, à, có tổ chức quy mô hơn nhưng mà có một cái điều rất là then chốt là chúng ta có cả một cái chương trình hành động rất là cụ thể và chương trình hành động đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái cuộc đấu tranh của chúng ta cho Việt Nam có một một nước tự do dân chủ và nhân quyền và cụ thể hơn nữa đó là chúng ta có một cái hướng đi mà generation to generation, những thế hệ tiếp nối có thể tiếp nối được. Và đặc biệt là chúng tôi có cả một cái kế hoạch âm thầm để làm thế nào tránh bị ly tán, bị nội gián, bị cộng sản cài người vô, tại vì hầu vệ trở thành kẻ thù số 1 của cộng sản trong tương lai. Tại vì những người cha anh đã nằm xuống, đã đi đã không còn nữa thì chính cái lực lượng này mới là đối thủ, đối thủ của cộng sản. Do đó nên cộng sản có thể rất sợ chúng ta và chúng ta phải có một kế hoạch thật là cụ thể để mà sẵn sàng để mà đối diện với họ. À kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin Tổng quát về đại hội lần 2 của hậu duệ Việt Nam Cộng hòa tại thành phố Houston, tiểu bang Texas với sự uh, um, chia sẻ của anh Võ Thành Nhân đến đây Thanh trúc xin phép được uh, tạm ngưng bản tin đặc biệt này uh, xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn lại quý vị trong bản tin tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Mọi liên lạc với ban biên tập xin email về Washington DC at sbtn.tv. Thanh Trang xin kính chào và kính chúc quý vị có được một buổi tối thật bình an bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Những Ngày Tháng Không Quên, Quê Hương, Tình Yêu, tưởng niệm năm thứ 44 ngày quốc hận 30 tháng 4 do Kim Phụng Đào Văn Sách thực hiện. Vào đúng 7 giờ tối ngày thứ 6 19 tháng 4 2019, tại James Lee Community Center Theater 2855 Annandale Road, Fortress, Virginia 22041 với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ vùng hoa thịnh đốn và phụ cận. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức ông Đào Văn Sách 703 261 6491. Nhận được hung tin, cụ bà quả phụ Lê Văn Giám, tự Văn Bình, khuê danh Phùng Thị Nhật, pháp danh Diệu Minh thân mẫu của bà Lê Ngọc Trâm, nhạc mẫu của ông Đinh Hùng Cường, nguyên chủ tịch cộng đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận, vừa tạ thế vào lúc 2 giờ 15 rạng sáng ngày Chủ nhật 7 tháng 4 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 3 năm kỷ hợi, tại thành phố Chantilly, tiểu bang Virginia, hưởng thượng thọ 104 tuổi. Linh cửu quàng tại National Funeral Homes and Memorial Park 7482 Lee Highway, Fort Church, Virginia, 22042, điện thoại số 703 560 4400. Chương trình tang lễ và thăm viếng thứ sáu ngày 12 tháng 4 2019 từ 5 giờ đến 5 giờ 30 chiều, lễ phát tang và cầu siêu từ 5 giờ 30 chiều đến 8 giờ tối, thăm viếng ngày thứ bảy 13 tháng 4 2019 từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa, thăm viếng từ 10 giờ đến 10 giờ 15 sáng, Lời cảm ơn của Tang quyến đến với quan khách. 11 giờ 30 sáng, lễ cầu siêu. 12 giờ trưa, lễ di quan và an táng tại nghĩa địa sẽ được cử hành cùng địa điểm. Trước sự đau buồn này, toàn thể cộng tác viên của VTV, Đài Phát Thanh Hoa Thịnh Đốn và SPTNDC thành thật chia buồn cùng ông bà Đinh Hồng Cường và Tang Quyến. Thành kính phân ưu, nguyện cầu hương linh của bà Phùng Thị Nhật sớm về cõi Vĩnh Hằng.